Ngư Bang Tổng Đà. Ở vào miệng thủy huyện Phồn Hoa nhất Tây Thành Vĩnh Thắng đường cùng An Cố đường. Chiếm diện tích hai cái bạch hổ đường lớn nhỏ, vượt ngang hai đầu đường cái, là miệng thủy huyện đệ tam đại khu nhà. Đệ nhất đại là đặt lỗ hoa xích phủ, thứ hai là huyện nha, thứ ba liền sẽ là ngư bang tổng đà. Ngư bang tổng đà không chỉ chiếm diện tích rộng, mà lại bảo an rất nghiêm ngặt. Nam Bá Thiên có chính mình tư nhân vệ đội, hết thảy 18 người, xưng là thập bát kim cương. Mỗi một cái thực lực đều là liễu cân cảnh trở lên, Chính phó đầu lĩnh thực lực càng là thích cốt cảnh cường giả. Bất quá làm Nam Bá Thiên hộ vệ đội, bọn hắn rất ít chiến đấu, bởi vì làm miệng thủy huyện chiến lực người thứ nhất, dám đối Nam Bá Thiên xuất thủ cơ hội không có. Bởi vậy cái này chính phó đầu lĩnh, càng nhiều thời điểm đều là bài trí, có rất ít chiến đấu cơ hội. Mà Nam Bá Thiên đối với cái này cũng không phải rất để ý, bởi vì hắn người này đối thực lực của mình là có tuyệt đối tự tin. Hắn tin tưởng lấy thực lực của mình có thể giải quyết bất cứ chuyện gì bởi vậy những hộ vệ đội này lâu dài được an bài tại ngư bang tổng đà cảnh giới trần giải kỳ thật gần nhất đối tổng đà cũng là rất quen thuộc bởi vì hắn cơ hồ một tháng muốn tới hai ba lần đây là hắn cố ý gây nên cũng là nam bá thiên muốn xem đến đồng thời cũng là đặt lỗ hoa xích muốn xem đến gia luật chơi là quản thúc bạch hổ đường là trong tay hắn một cái quả cân vô luận là nam bá thiên cũng hoặc là liễu lão quái thực lực phương nào hơi cao hơn một điểm hắn đều sẽ lợi dụng trần giải đến hoạt động cả cái này thăng bằng tỷ như nửa năm trước phùng tuyên sự kiện trần giải cùng nam bá thiên quan hệ cơ hồ đạt đến một loại băng điểm cái này băng điểm nếu là qua nhưng chính là trở mặt thành thủ bởi vậy tại nhậm chức tiệc rượu về sau ra luật thấu cho trần giải cái gió muốn trần giải sau đó phối hợp nam bá thiên làm việc không thể quá mức cây kim so với cọng dâu muốn hòa hoãn một chút cả hai quan hệ phải nhớ kỹ bạch hổ đường vẫn là ngư bang thuộc hạ đường khẩu đây là ý gì đâu trần giải nghe hiểu là nam bá thiên gần nhất quá bị động Tào bang liễu lão quái gần nhất cũng ngư ông đắc lợi thu đến không thiếu chỗ tốt. Gia luật trong tay cái này cây cân lại không thăng bằng, cho nên hắn lại muốn tìm kiếm cân bằng. Cái gì ngươi nói, Trần Giải cùng Nam Bá Thiên quan hệ không tốt. Thật xin lỗi, không trọng yếu, tại gia luật trong mắt, Trần Giải chính là hắn nâng đỡ một con cờ, quân cờ là không thể lời nói có trọng lượng. Ngươi phải nghe lời, không nghe lời, ta có thể lợi dụng toàn huyện lực lượng, đem ngươi theo miệng thủy xóa tên. Không phục. Đây chính là quyền lợi, mặc dù trần giải giai cấp trèo lên trên một bậc thang theo một người dân thường biến thành một cái có thể quyết định rất nhiều người sinh tử bạch hổ đường chủ thế nhưng là hắn vẫn như cũ là càng cao tầng thứ người con cờ trong tay không chỉ là hắn là tất cả mọi người là càng cao tầng thứ người quân cờ đây là vận mệnh cái này chính là cái này thế giới quy tắc trò chơi trừ phi ngươi có thể leo đến càng cao leo đến không có người có thể quản ngươi trình độ mà trần giải ngay tại hướng cái này trí cao vị trí bỏ chỉ có trở thành cái kia trí cao hắn có thể thoát khỏi quân cờ thân phận mới có thể trở thành kỳ thủ trở thành nắm cờ người trong thiên hạ không phải vậy cuối cùng sẽ bị người khác dẫm tại dưới lòng bàn chân mà chân giải hiện tại liền là một quân cờ cho nên hắn nhất định phải dựa theo miệng thủy huyện kỳ thủ chỉ thị làm việc đương nhiên nam bá thiên cũng muốn dựa theo kỳ thủ chỉ thị làm việc cho nên hai cái riêng phần mình nhìn đối phương là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt người liền quỷ dị như vậy giữ vững hài hòa Trần Giải mỗi tháng muốn định thời cơ đến cùng Nam Bá Thiên báo cáo tình huống chào hỏi. Nam Bá Thiên nhìn thấy Trần Giải cũng muốn lộ ra nụ cười dối trá. Thậm chí không chỉ một lần khen Trần Giải là ngư bang công thần, tuổi trẻ tài cao, tương lai tất thành đại khí. Kỳ thật song phương đều hận không thể đối phương tranh thủ thời gian chết, thế nhưng là tại không thể đối kháng nhân tố dưới, đều tại dối trá cực lực che giấu chính mình thân mật. Mà đưa đến kết quả chính là không rõ thị phi phổ thông bang chúng, đột nhiên phát hiện hai người này giống như quan hệ rất tốt à, Trần Cửu Tứ giống như rất được bang chủ coi trọng à. Mà hai người tình huống thật, chỉ có biết ở bên trong người mới biết. Trần Giải mang theo tiểu hổ, đi theo phía sau 50 tên, người mặc thống một hắc sắc võ đạo phục, ở ngực thêu lên màu trắng hổ đầu bạch hổ vệ mà đến. Hôm nay Trần Giải mang chi đội ngũ này là Bạch Hổ vệ giáp tự doanh. Đi qua nửa năm này mở rộng, chỉnh biên, đào thải, bổ sung, sau cùng Bạch Hổ vệ nhân số đạt đến 150 người, bị chia làm ba cái tác chiến doanh. Theo thứ tự là ABC ba cái đại doanh. Ai? Bạch hổ đường tới. Trần Giải cưỡi ngựa cao to đi ở trước nhất, đi theo phía sau tiểu hổ. Một đoàn người vừa tới tổng đa cửa, thủ vệ tổng đa cửa lớn hộ vệ liền lập tức lên tiếng. Bởi vì toàn bộ ngư bang, có thể có như thế chỉnh tề ra sân phương thức chỉ có Trần Giải bạch hổ đường. Trần Giải một đoàn người đến cửa, cửa thị vệ lập tức tới nói, ngũ gia ngài đã tới. Trần Giải cười nói, những người khác tới rồi sao? Thị vệ nghe vậy nói đều tới, liền chờ ngũ ra ngài. Trần giải nói, ừm. Nói trần giải cho tiểu hổ liếc mắt ra hiệu, tiểu hổ lập tức lấy ra một cái hai lượng nặng thỏi bạc đưa cho xem mua nói, mua chén trà uống. Tạ hổ ra, tiểu hổ hiện tại cũng lăn lộn đến ra chữ, dù sao cũng là hóa kình cao thủ, mặc dù thuộc về cùng tần hổ, tần báo đồng dạng hạng chót tồn tại. Nhưng là tại miệng thủy huyện cũng coi là có diện mạo nhân vật, mặt khác người nào không biết, bạch hổ đường ngũ ra đệ nhất tâm phúc cũng là vị này trần tiểu hổ, hổ ra trần giải mang theo trần tiểu hổ đi vào tổng đà cửa lớn cái này theo tới huynh đệ không có thể tùy ý tiến vào chỉ có thể chờ ở cửa hai người một đường tiến lên tổng đà người nhìn đến trần giải cũng đều chào hỏi ngũ ra trần đường chủ rất nhanh một đoàn người đến hư ngư bang tổng đà phòng họp lớn trung nghĩa thính chư vị tới đã chậm tới chậm trần giải vào cửa ôm quyền đầu tiên là nói vài câu xin lỗi lúc này trong phòng họp người đang ngồi đều hướng trần giải tần ưng lúc này âm dương quái khí mà nói ai nha ta còn tưởng rằng Trần Đại Đường chủ hôm nay không tới chứ. Trần Giải nghe lời này đều không để ý Tần ưng, mà chính là nhìn về phía Nam Bá Thiên, hiện tại Tần ưng cũng là một con sẽ kêu chó mà thôi, không cần để ý. Nam Bá Thiên hắng giọng một cái nói, khụ khụ, ới, liền tranh thủ thời gian ngồi đi. Trần Giải lúc này ngồi xuống, sau đó liền thấy hôm nay tham gia người biết viên, trong đó chủ vị ngồi đấy chính là Nam Bá Thiên, tay trái vị thứ nhất ngồi chính là mình, cái này tân tiến bạch hổ đường chủ ngồi đối diện chính là tần ưng tần ưng đứng phía sau hai người tần hổ tần báo cái này hai huynh đệ chừng trong mắt hung tợn chừng lấy trần giải nhất là tần hổ nhìn lấy trần giải giống như cừu nhân giết cha không có cách người anh em này bây giờ nói chuyện còn ở đây lần trước bị trần giải đánh rụng răng bây giờ còn chưa mọc ra đâu giống như cũng giải không ra ngoài tần báo là cái cùng tần hổ bảy phần giống nam nhân lúc này thời điểm cùng tần hổ đứng chung một chỗ ánh mắt tràn đầy hung ác nhìn chằm chằm trần giải Trần Giải không để ý đến bọn hắn. Bất quá tiểu hổ lại hung hăng nhìn chằm chằm hai người, dám đối cửu tứ ca như vậy vô lễ, hai gia hỏa thích ăn đòn à. Vừa vặn lần trước giá không có đánh qua nghiện, lần này thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Tiểu hổ híp mắt lại nhìn lấy bọn hắn. Cùng dạng gì chủ tử, đi học cái gì thói quen. Tân hổ tân báo cùng tần ương đồng dạng, làm việc ưa thích trách trách vù vù, mà tiểu hổ cùng trần giải dưỡng thành làm việc nghiêm cẩn. Điệu thấp thói quen, mặc dù bây giờ hận không thể giết chết tần hổ tần báo hai huynh đệ thế nhưng là trên mặt lại còn có thể mang theo nụ cười chân giải ngồi xuống ánh mắt quét tới trên mặt bàn đều là người quen cũ cũng là trước mắt ngư bang cao tầng nhân vật thực quyền tại chính mình trái ra tay ngồi đấy chính là nam bá thiên cố vấn nội đường đường chủ đường tử duyệt vị này là cái trí mới mặc dù võ lực không xuất chúng chỉ có chỉ là thích cốt cảnh thế nhưng là như không ai dám xem nhẹ người này người này cũng là trí kế bách xuất thế hệ mà Trần Giải trách đối diện, ngồi tại Tần Ưng rủ xuống tay, là một vị lão giả, để dâu dê, ngồi ở chỗ đó vậy mà buồn ngủ. Vị này không phải ngư bang đường chủ, bất quá nó bối phận lại là cao nhất, chính là ngư bang tư cách già nhất, cũng có tư cách ngồi xuống nghe giảng nghị. Hắn cũng là ngư bang nội đường bát lang bên trong đứng đầu lưu lang bên trong, người giang hồ xưng lưu nhất thủ. Người này có tuyệt học, một thanh chuẩn, cho người ta xem bệnh, chỉ cần sờ lên mạch đập, bất luận cái gì chứng bệnh đều có thể chuẩn xác mà nói đi ra. Cũng là trước mắt miện thủy huyện đệ nhất danh y. Chính là bởi vì nó tư cách đầy đủ lão, cho nên loại cấp bậc này hội nghị, Nam Bá Thiên đều sẽ mời lão nhân ra tham dự. Nam Bá Thiên nhìn lấy một bàn người nói, chư vị, người đến đông đủ, chúng ta họp. Nam Bá Thiên lời nói này xong, mọi người ở đây đều tinh thần, Lưu Nhất Thủ cũng cố gắng mở to mắt, nhìn thoáng qua Nam Bá Thiên, theo sát lấy nắm tay không nói một lời. Ừm, hôm nay triệu tập các vị đến là bởi vì gần nhất ta đang tra sổ sách phát hiện một vài vấn đề. Nghe lời này, mọi người liếc mắt nhìn nhau, Nam Bá Thiên nói, dựa theo quy củ, ngư bang dưới trướng các cái đường khẩu tự mình kinh doanh, tự chịu trách nhiệm lời lỗ, mỗi tháng chỉ cần đúng hạn giao lên lệ tiền là có thể. Chỉ là ta phát hiện, hùng ưng đường nửa năm qua này, mỗi tháng giao lệ tiền đều so trước kia ít, đây là có chuyện gì à? Nam Bá Thiên ánh mắt nhìn về phía Tần ưng, Tần ưng nghe lời này vỗ bàn một cái cả giận nói, mẹ nàng, còn không phải là bởi vì hắn, Tần ưng oán hận chỉ Trần Giải, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Trần Giải lúc này cầm lấy chén trà nhìn thoáng qua Tần ưng nói, ngươi đừng ngậm máu phun người, ngươi hùng ưng đường trả không nổi lệ tiền, cùng chúng ta bạch hổ đường có quan hệ gì. Tần ưng nói, ngươi mẹ nàng còn không thừa nhận đúng không, ngươi tên hỗn đản, đây đều là ngươi cố ý, ta hùng ưng đường không để yên cho ngươi. Miệng thật thối. Trần Giải ánh mắt lạnh lẽo, theo sát lấy cánh tay chấn động, lấy khai bi thủ trưởng lực trực tiếp đem chén trà trong tay đánh bay hướng Tần ưng. Tần Ưng lúc này nhìn đến chén trà bay tới, nhất thời kinh hãi, theo sát lấy nhảy lên một cái, tay phải trực tiếp thành ưng chảo bỗng nhiên chụp vào chén trà. Bột một tiếng, chén trà trực tiếp bị hắn sinh sinh bảy vụn, theo sát lấy Tần Ưng nhảy lên một cái, đại bằng triển xí đồng dạng vọt thẳng hướng Trần Giải. Trong tay song chảo như ưng chảo đồng dạng sắc bén, đột nhiên chụp vào Trần Giải. Trần Giải lúc này ngồi trên ghế, ánh mắt ngưng lại, tiểu hổ rút đao liền chuẩn bị trên, bất quá Trần Giải lại ngăn lại hắn. Theo sát lấy đưa tay phải ra, lên tay chính là mạnh nhất khai bi thủ thức thứ 8, trần giải cho nó lên một cái tên cầm long thủ. Ngao ngao. Một trận tiếng long ngâm, tần ưng nhất thời kinh hãi, bất quá lại cũng cũng không lui lại, nửa năm này hắn cũng không phải ăn cơm khô. Đi qua hắn không ngừng tu luyện, nó tu luyện huyết ưng chảo đệ thất trọng đã đột phá đến đệ bát trọng, hiện tại hắn có thể không e ngại trần giải. Lúc này thời điểm nàng cắn răng một cái, trực tiếp sử dụng huyết ưng chảo, đối với trần giải cũng là sát chiêu thần ưng tam chảo. Trần giải lúc này nhìn lấy hắn một chảo công tới, trực tiếp một trưởng nguyên đón tiếp lấy. Ngao ngao. Oanh một tiếng, chỉ thấy trưởng chảo tương giao, tần ưng cũng cảm giác một cỗ đại lực, kém chút đem chính mình đánh bay, mà hắn còn có lượng bắt không có đánh ra tới. Mắt thấy là phải bị thua, không nghĩ đột nhiên một thân ảnh ép thẳng tới tới, theo sát lấy bắt lại trần giải tay phải, một cái tay khác bắt lấy tần ưng tay. Một chiêu này nhìn như công bình, kỳ thật bắt trần giải cái này một cái tay, là vì nhường Trần Giải không nên tiến công. Mà bắt Tần ưng cái tay này là phòng ngừa Tần ưng xấu mặt, nhìn như công bình, nhưng thật ra là tại kéo khung thiên vị. Trần Giải bất động thanh sắc, Tần ưng trên mặt vui vẻ. Gia Tổng Đà Hắn cũng không dám cùng Trần Giải đánh, nhưng là tại Tổng Đà Hắn lại tuyệt không sợ, bởi vì có Nam Bá Thiên vì hắn chỗ dựa. Mà lại xuất thủ, cũng là Nam Bá Thiên thụ ý, hắn cũng muốn biết nửa năm này Trần Giải thực lực đến cái nào loại cấp độ. Cái này hơi tìm tòi, trong lòng của hắn cũng nắm chắc mà trần giải đâu hắn kỳ thật cũng minh bạch tần ưng xuất thủ khẳng định có nam bá thiên thụ ý nam bá thiên muốn thăm dò chính mình sâu cạn mà chính mình kỳ thật cũng muốn thử xem nam bá thiên sâu cạn mà vừa mới một kích trần giải cũng thăm dò ra nam bá thiên thực lực mạnh với mình trần giải nhìn lấy cổ tay phải của mình con phía trên hiện đầy nhỏ vụn băng xương phải biết hiện tại cũng không đến mùa đông còn không đạt được hà hơi thành xương cấp độ thế nhưng là nam bá thiên lại có thể lợi dụng huyền băng kình từ đó sinh ra băng xương chi lực vậy thì rất khủng bố phi thường thường nhân chỗ có thể sánh được mà lại trong đó công mạnh chân giải cảm nhận được rất lớn áp lực nếu là riêng lấy trần giải hiện tại khai bi thủ cùng ngự thủy trưởng dưỡng xuân quyết chờ võ công tạo nghệ trần giải là khẳng định đánh không lại nam bá thiên nhưng là như là dùng cầm long thập bát trưởng trần giải cảm giác mình hẳn là chỉ là hơi kém nam bá thiên một bậc hắn muốn đánh giết chính mình cũng không dễ dàng nếu là liều mạng một trận chiến Trần Giải đoán chừng chính mình hẳn là sẽ bị đánh chết, mà Nam Bá Thiên cũng là tàn phế. Lưỡng bại câu thương, chính mình càng thương tổn một điểm. Chính mình còn là tu luyện thời gian quá ngắn à, mặc dù có các loại đan dược phụ trợ. Như là Nam Bá Thiên cũng là đan dược không ngừng à, hắn làm ngư bang bang chủ, hắn có thể lấy được tài nguyên là tại Trần Giải phía trên. Lão gia hỏa này, khó đối phó à. Trần Giải nghĩ đến, mà Nam Bá Thiên lúc này cũng nhìn về phía Trần Giải, trong ánh mắt cũng đầy là chấn kinh, cái này Trần Cửu Tứ tiến bộ làm sao nhanh như vậy. Cái này Trần Cửu Tứ mới 18 tuổi đi, thế nhưng là vừa mới trưởng lực vậy mà đạt đến lúc trước bành thế trung cấp bậc, thậm chí còn có vượt qua, cái này là như thế nào thiên phú à? Quá mạnh, kẻ này nhất định không thể lưu à? Nếu là lại cho hắn 10 năm phát triển thời gian, chính mình chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nam Bá Thiên nhìn lấy Trần Giải, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hắn tựa như là trong bầy sói lão lang, Trần Giải tựa như là một con mới sói, lão lang già đi cũng là mới sói thượng vị cơ hội cả hai minh bạch khẳng định sẽ có một trận chiến nghĩ tới đây trần giải cùng nam bá thiên liếc nhau theo sát lấy chỉ thấy nam bá thiên cả giận nói làm gì hai người các ngươi làm gì chứ còn có một đường chi chủ dáng vẻ sao họp thời điểm các ngươi động thủ còn ta đây bang chủ để ở trong mắt sao thế nào đều cảm thấy mình cánh cứng cáp rồi đúng không có muốn hay không ta đem cái này trước bang chủ nhường cho các ngươi hả à? tần ưng thuộc hạ biết sai. Tần ưng nghe lời này lập tức khom người xin lỗi. Nam bá thiên quay đầu vừa nhìn về phía Trần Giải nói, Trần Cửu Tứ, thuộc hạ biết sai. Trần Giải lúc này cũng rút về tay phải của mình, theo sát lấy ôm quyền nhận lầm. Đồng thời lặng lẽ vận chuyển dưỡng Xuân Quyết, cánh tay phải băng xương một chút xíu bị hòa tan, Nam bá thiên nhìn thoáng qua, không nói chuyện, ngồi về vị trí của mình. Trần Giải lúc này cũng ngồi xuống, Nam bá thiên nhìn lấy Tần ưng nói, ngươi cút về. Vâng, Tần ưng trực tiếp ngồi xuống lại. Nam bá thiên nói, nói tiếp nói, tần ưng, các ngươi hùng ưng đường vì sao nửa năm qua, thu nhập một mực hạ xuống, ngươi có thể hay không làm, không thể làm, ta lại chọn cái đường chủ. Bang chủ, chúng ta oan uổng à, chúng ta hùng ưng đường ba đầu đường nửa năm này thu nhập một mực giảm bớt, tất cả đều là hắn bạch hổ đường làm đến hỏng. Tần ưng lần nữa chỉ trần giải, trần giải híp mắt mở mắt nói, ngươi còn không có đánh đủ. Nam bá thiên hắng giọng nói, tần ưng, nắm tay để xuống, có việc nói sự tình, đến cùng tình huống như thế nào. Tần ưng nghe lời này ủy khuất tọa hạ nói, bang chủ, hắn bạch hổ đường không cho chúng ta hùng ưng đường đường sống à, ngài là biết đến, chúng ta hùng ưng đường một mực dựa vào, sòng bạc, thanh lâu, vay mượn sống qua. Nam bá thiên nghe vậy không nói chuyện, tần ưng tiếp tục nói, ở trong đó vay mượn trọng yếu nhất, thế nhưng là bọn hắn bạch hổ đường vì xem thường chúng ta. Vậy mà hạ thấp giá cho vay, 10 ra 11 về, bang chủ ngươi nghe một chút, thiên hạ này còn có ít như vậy lợi tức sao? Bọn hắn cũng là ác ý xem thường chúng ta hùng ưng đường à. Hiện tại chúng ta hùng ưng đường địa bàn người toàn bộ chạy tới bọn hắn bạch hổ đường vay mượn, chúng ta là một phân tiền cho vay cũng vay không đi ra. Tiền mượn không đi ra, sòng bạc, thanh lâu đều đi theo ảnh hưởng, hắn, bọn hắn là không để cho chúng ta sống à. Bang chủ, việc này ngài nhất định phải quản, ngài nếu là không quản, chúng ta hùng ưng đường liền cùng hắn bạch hổ đường liều mạng. Đánh nhau chết sống, liều cho cá chết lưới rách, hắn bạch hổ đường không để cho chúng ta hùng ưng đường sống, bọn hắn cũng đừng hòng sống. Tần ưng lần nữa kích động đứng lên. Nam bá thiên lúc này quay đầu nhìn về phía trần giải, trần giải ngược lại là rất bình tĩnh nói. Bang chủ, hắn tần ưng hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, ta bạch hổ đường nên giao cho tổng đà tiền một phân tiền cũng không ít. Mà lại ta cũng không có đến hắn tần đường chủ địa bàn làm ăn, ta tại ta địa bàn của mình làm ăn, làm sao lại làm phiền hắn tần đường chủ hùng ưng đường rồi. Bang chủ xin ngài làm chủ trả lại trong sạch cho ta. Trần Giải bình tĩnh hồi đáp. Ngươi đánh rắm, ngươi hạ thấp giá cho vay, cũng là xem thường chúng ta hùng ương đường. Ngươi loại hành vi này cũng là nhằm vào lão tử, bang chủ, ngươi vì ta làm chủ. Ha ha, ta tại ta địa bàn ra bên ngoài vay tiền muốn nhận bao nhiêu lợi tức liền thu bao nhiêu lợi tức, ngươi quản được sao? Trần Cửu Tứ, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi hạ thấp lợi tức cho vay, ngươi của lão tử toàn bộ chạy đến ngươi chỗ đó vay tiền, tiền của lão tử cho ai mượn à? Ai nha, Tần ưng, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi người chạy đến ta cái này vay tiền, chính là ta không đúng. Ngươi nếu là cảm thấy khó chịu, ngươi cũng dựa theo 10 ra 11 về ra bên ngoài vay tiền à. Trần Cửu Tứ, ngươi khinh người quá đáng, lão tử nếu là có nam hồ dụng muối còn có muối tinh mua bán chống đỡ lấy, lão tử cũng 10 ra 11 về, ngươi đây chính là khi dễ người à. Trần Giải ha ha cười nói, bang chủ, ngươi nghe rõ chưa? Tần đường chủ là cảm thấy nam hồ dụng muối kiếm tiền, hắn trông mà thèm à, đã dạng này, ngài hướng đặt lỗ hoa xích đại nhân xin. Đem nam hồ dụng muối cho hắn, đến lúc đó đặt lỗ hoa xích đại nhân cái kia một phần, cũng cho người. Tần ưng nghe lời này chọc giận thẳng vỗ bàn. Bang chủ, ngài nghe thấy được sao? Hắn ỉ vào đặt lỗ hoa xích đại nhân che chở, không đem ta để vào mắt ta cũng liền nhị, thế nhưng là bang chủ hắn liền ngài. Im miệng. Tần ưng cũng là tức đến chập mạch rồi, lúc này thời điểm nói lời đã không trải qua suy nghĩ. Nam Bá Thiên cũng không muốn lúc này thời điểm đem mâu thuẫn trở nên gay gắt, nhất là đem mâu thuẫn biến thành hắn cùng đặt lỗ hoa xích, cho nên không thể để cho Tần Ưng đem lời nói toàn. Tần Ưng cũng kịp phản ứng, biết mình nói sai, cúi đầu im lặng. Nam Bá Thiên trừng mắt liếc hắn một cái theo sát lấy nói, "Ừm, Tần Ưng lời nói mới rồi hoàn toàn chính xác thiếu sót, dựa theo bang quy, Tần Ưng ngươi thật sự không có tư cách yêu cầu cửu tứ không cho phép tại địa bàn của hắn hạ thấp giá cho vay." Bang chủ. Tần Ưng nghe lời này khẩn trương, bất quá nam bá thiên lại không cho hắn chen vào nói cơ hội nhìn về phía trần giải nói cửu tứ a à, bất quá chuyện này xác thực cần thương thảo một chút chúng ta ngư bang đều là huynh đệ khó khăn hùng ưng đường cũng có mấy trăm huynh đệ muốn dưỡng ngươi tại địa bàn của ngươi làm cái gì ta không cần phải quản bất quá ngươi cái này xác thực ảnh hưởng tới hùng ưng đường sinh tồn nếu không như vậy ngươi cho lão phu một bộ mặt về sau ngươi tại địa bàn của ngươi như thế nào cho vay tiền ta mặc kệ nhưng là vay tiền người ngươi cần phân biệt một chút hùng ương đường địa bàn người không cho phép thả như thế nào nam bá thiên nhìn lấy trần giải trần giải trên mặt làm ra khó xử biểu lộ kỳ thật tâm lý ngược lại là không quan trọng cho vay tiền đều là món tiền nhỏ số tiền kia trần giải cũng không phải rất để ý nhất là hùng ương đường điểm này tiểu địa phương càng là không quan trọng bất quá lại không quan trọng lúc này cũng muốn biểu hiện được rất không muốn à chính mình chỉ có cắt thịt bọn hắn mới sẽ cảm thấy vui vẻ người đang chết tính à nghĩ tới đây Trần Giải trên mặt nổi lên không vui. Tân ưng nhìn xem Nam Bá Thiên, Nam Bá Thiên cũng không cuống cuồng, nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ bóp mặt bàn, phát ra cộc 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 thanh âm. Nửa ngày trần giải thịt đau nói, thôi, bang chủ mặt mũi vẫn là muốn cho, tiểu hổ nhớ kỹ, trở về cùng chu sử nói một tiếng, về sau hùng ưng đường vay không thả. Vâng, tiểu hổ lên tiếng, nam bá thiên nhất thời cười nói, ha ha ha, cửu tứ vẫn là rất thông cảm người à, tần ưng, cho cửu tứ đạo cái tạ ta tạ hắn. Nam bá thiên nói, nói lời cảm tạ. Cám ơn. Tần ưng ôm quyền, Trần Giải không có phản ứng đến hắn, uống ngụm nước trà. Trần Giải biết, Nam bá thiên chắc chắn sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền tìm đến mình mở sẽ, khẳng định còn có nói sau. Quả nhiên Nam bá thiên mở miệng nói, khụ khụ, đi, hùng ưng đường sự tình cứ như vậy, ta hôm nay gọi cái các vị đến, còn có một cái chuyện trọng yếu. Nam Bá Thiên nói từ một bên trên mặt bàn lấy ra một cái sổ sách nói các vị xem một chút đi. Nói xong trực tiếp ném cho Trần Giải, Trần Giải cầm đi tới nhìn một chút, chỉ thấy phía trên ghi lại lại là ngư bang mỏ sắt mua bán. Trần Giải không hiểu nhìn về phía Nam Bá Thiên nói, bang chủ, cái này mỏ sắt sinh ý, ta đã không làm. Nam Bá Thiên nói, xem hết lại nói. Trần Giải lập tức tìm kiếm, theo sát lấy liền thấy cái này chia vốn phía trên, chỉ thấy ngư bang mỏ sắt lượng tiêu thụ vậy mà ngay tại từng tháng giảm bớt, nhất là nửa năm qua này số lượng kịch liệt trượt. Phải biết muối thiết thế nhưng là ngư bang trụ cột sản nghiệp à. Cái này lượng đại sản nghiệp bất kỳ một cái nào xảy ra vấn đề, ngư bang sẽ xuất hiện tài chính vấn đề. Hiện tại cái này mỏ sắt lượng tiêu thụ ngày càng giảm bớt, cũng không thể đợi nhàn nhìn tới à. Trần Giải nhìn một lần, theo sát lấy đưa cho đường tử duyệt, đường tử duyệt lật xem một lượt, theo sát lấy nói. Người bang chủ này, cái này mỏ sắt mua bán làm sao giảm xuống lợi hại như thế à, ta nhớ được chúng ta mỏ sắt tựa như là luyện chế thành gang sau đó bán đến bắc địa cho bắc địa quan quân tiêu diệt tặc dùng để làm vũ khí à hiện tại bắc địa náo hồng cân lợi hại như vậy chính là đại lượng tiêu hao binh khí thời điểm cái này gang làm sao còn bán càng ngày càng ít à đường tử duyệt kỳ quái lật lên sổ sách đồng thời cầm tới trần giải bên này nói cửu tứ ngươi cũng nhìn xem trần giải nhìn xem đường tử duyệt tiểu tử này không thích hợp à theo sát lấy nhân tiện nói đúng vậy à cái này không hợp lý à bắc địa hồng cân quân trần giải là biết một chút cái kia là bái hỏa giáo dưới trướng giáo chúng phát động đại quy mô khởi nghĩa, quét sạch bắc địa mười mấy cái châu phủ, nhân số cao đến mấy trăm ngàn người, mỗi ngày binh khí lượng tiêu hao là to lớn, bởi vậy, bắc địa chiến tranh, phương nam đổ sắt bán cũng là nhanh chóng. Bởi vậy gần nhất miện thủy huyện mỏ sắt là điên cuồng xuất hàng. Nam Bá Thiên nói, ừm, hoàn toàn chính xác, bắc địa khởi nghĩa quét sạch châu phủ vài chục tòa, triều đình phái ra bạch lộc quân đoàn tiến hành trấn áp. Chúng ta miện thủy huyện Giang chủ yếu là đồ đặc vạn hộ đại nhân phái người mua sắm. Thế nhưng là gần nhất ta phát hiện đồ đặc vạn hộ đại nhân mua sắm lượng càng ngày càng ít, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta mỏ sắt sinh ý có thể liền xong rồi. Nghe lời này, Đường Tử Duyệt cau mày nói, không cần phải à, nhu cầu lượng không có thiếu, nhưng là mua sắm lượng ít, trong này khẳng định là có vấn đề à, chẳng lẽ là bọn hắn vẫn còn có nhập hàng con đường. Nghe lời này, Nam Bá Thiên nói, không sai, đi qua điều tra của ta, phát hiện vấn đề cái gì tần ưng nghe lời này nhìn lấy nam bá thiên hỏi nam bá thiên suy nghĩ một chút nói vấn đề xuất hiện ở tàu bang liễu lão quái trên thân liễu lão quái nghe lời này một mọi người nhìn về phía nam bá thiên nam bá thiên nói ta người đi qua điều tra sau cùng phát hiện cái này đồ đặc vạn hộ mỗi tháng mua sắm lượng cũng không có giảm bớt nhưng là bây giờ toàn bộ mua sắm đều cho liễu lão quái cho nên chúng ta không vớt được đơn đặt hàng cái này mọi người nghe lời này một lần Nam Bá Thiên tiếp tục nói, tiếp tục như vậy không thể được à, chúng ta ngư bang không thể mất đi cái này lớn đơn đặt hàng, mà lại ta nghe người ta nói. Cái này liễu lão quái vì đạt được đơn đặt hàng cũng là không từ thủ đoạn, không chỉ cho đồ đặc vạn hộ mua sắm sứ giả đại lượng tiền bạc. Trả lại sứ giả đưa hai cái như hoa như ngọc mỹ kiều nương, người sứ giả kia đã bị mê đến năm mê ba đạo, đem đơn đặt hàng đều cho liễu lão quái. Tần ưng nghe lời này vỗ bàn một cái nói, không được, chỗ tốt này không thể đều cho liễu lão quái, bang chủ không được chúng ta cũng đưa tiền đưa nữ nhân nam bá thiên nói không được à cái này đã dùng qua phương pháp dùng lại lần nữa liền không có tác dụng mà lại chúng ta thêm tiền liễu lão quái cũng có thể thêm tiền như vậy đi xuống chúng ta cũng kiếm lời không được nhiều thiếu à nghe lời này tần ưng nói bang chủ kia ý của ngài là nam bá thiên nói hoặc là không làm hoặc là làm tuyệt ta được đến tình báo ngày mai giờ dần ban đầu bọn hắn sẽ ở tiên đào trấn bến đò tiến hành một lần đổ sát giao dịch ta ý nghĩ là nghĩ biện pháp đem nhóm này hàng chặn lại đến nhưng liễu lão quái thất tín với đồ đặc vạn hộ chỉ có như vậy mới có thể rút củi dưới đáy nổi triệt để gãy mất tàu bang mỏ sắt sinh ý từ đó nhường chúng ta thu hoạch được lần này mỏ sắt giao dịch quyền nghe lời này mọi người lẫn nhau nhìn một chút nhà mình bang chủ rất âm à loại biện pháp này cũng có thể làm lợi hại à nghĩ như vậy nam bá thiên nói chư vị nghĩ như thế nào Nghe lời này, Đường Tử Diệt nói, ngược lại là một bước diệu kỳ, chỉ cần Tào Bang thất tín, như vậy về sau bọn hắn liền không có tư cách cho đồ đặc vạn hộ cung cấp đồ sắt, chúng ta liền có thể thu được giao dịch này quyền, về sau còn không tài nguyên rộng vào. Nam Bá Thiên nghe vậy nói, Đường tiên sinh nói rất đúng. Tần Ưng nói, ha ha ha, tốt, lão tử đã sớm nhìn Tào Bang đám cháu kia không vừa mắt, vừa vặn thừa cơ hội này giáo huấn, giáo huấn bọn hắn. Nam Bá Thiên lúc này nhìn lấy nãy giờ không nói gì Lưu Nhất Thủ nói. Lưu Lão nghĩ sao? Lưu Nhất Thủ nhẹ nhàng tăng hắng một cái nói. Bang chủ, như là sinh bệnh, chữa bệnh, Lão Phu lành nghề, loại này chém chém giết giết sự tình. Lão Phu xem không hiểu, nào không hiểu, còn là các ngươi người trẻ tuổi làm chủ à? Nam Bá Thiên nghe vậy nhìn về phía Trần Giải nói. Cửu tứ, ngươi thấy thế nào? Trần Giải nghe lời này trầm mặc một lát. Kỳ thật kế hoạch này nếu như đứng tại Nam Bá Thiên bọn người lập trường còn thật không có vấn đề gì, Nghĩ đến Trần Giải nói, bang chủ quả nhiên thiên túng kỳ tài, bực này diệu kế đều có thể nghĩ ra, lợi hại, lợi hại. Nghe lời này, Nam Bá Thiên cười ha ha nói, cử tứ quá khen rồi, thiên hạ này à, sớm muộn là những người tuổi trẻ các người. Nói xong, Nam Bá Thiên nhìn một chút chúng nhân nói, chẳng qua trước mắt còn có một vấn đề, ngày mai dạng sáng tiến đến chặn nhóm này hàng người, đến cùng phải ai đi. Nghe lời này, Nam Bá Thiên tại mấy cái người trên thân liếc nhìn một vòng. Tần ưng đứng người lên nói, ta đi. Nam bá thiên cho mày, một bên đường tử duyệt cười cười nói, ha ha, tần đường chủ can đảm lắm, bất quá tần đường chủ làm việc xúc động, đại sự như thế cần vừa vững trọng nhân tài đi. Tần ưng nghe lời này nhìn thoáng qua đường tử duyệt. Tên này có ý tứ gì? Bất quá tần ưng nhiều khi lỗ mãng là giả bộ đến cho Nam bá thiên nhìn, hắn cũng không phải thật ngốc, lúc này thời điểm đường tử duyệt nói lời này khẳng định là có mục đích. Nghĩ đến tần ưng đối đường tử duyệt nói, Đường Tiên Sinh có ý tứ gì? Ổn trọng người, ai ổn trọng? Trần Cửu Tứ ổn trọng. Đường Tử Duyệt nghe lời này nói, tần Đường chủ ta không phải ý tứ kia, bất quá ngươi nói không sai, Trần Đường chủ đích thật là cái ổn trọng người. Chỉ là Trần Đường chủ cùng Liễu Lão Quái quan hệ không tệ, cái này việc làm thật xin lỗi bằng hữu à? Ha ha, hắn cùng Liễu Lão Quái quan hệ không tệ, làm làm rõ ràng, hắn là Ngư Bang Trần Cửu Tứ, không phải Tào Bang Trần Cửu Tứ, lấy tay bắt cá à đúng không? Tần ưng nói nhìn lấy Trần Giải nói. Trần Cửu Tứ, gần nhất ta có thể nghe bang chúng đều gọi ngươi trung dũng vô song Trần Ngũ ra. Chúng ta vị này Trần Ngũ ra không phải là cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật à. Trần Giải nghe lời này, biểu lộ rất là bình thản. Hắn giống như đánh hơi được âm mưu vị đạo, loại trực giác này càng thêm nhạy cảm. Khụ khụ, Tần Đường Chủ, chớ có nói bậy, Cửu Tứ chính là ta ngư bang bạch hổ đường đường chủ, há có thể hướng về ngoại nhân, về sau tại nói bậy, đừng trách lão phu bắt ngươi là hỏi. Nam Bá Thiên lúc này trầm giọng nói ra, theo sát lấy nhìn lấy Trần Giải nói. Kỳ thật cửu tứ đích thật là cái thí sinh rất tốt, bất quá cửu tứ cùng liễu lão quái quan hệ, ta cũng là sợ hắn không xuống tay được. Mặt khác, cho nên sự kiện này, ta là nghĩ như vậy, có thể phái tần ưng đi, bất quá cần phái một cái lão luyện thành thục chi người hiệp trợ tần ưng, như vậy. Liễu lão quái bọn hắn vừa lúc ở tiên đào thôn bến đò tiến hành giao dịch, liền để tiên đào thôn ngư lan quản sự, ngô chung giúp đỡ tần ưng cùng một chỗ làm sự kiện này à? Ừm trần giải lúc này đột nhiên nhìn về phía nam bá thiên nam bá thiên khóe miệng mỉm cười dường như biết trần giải sẽ có phản ứng như thế giống như tần ưng sững sờ theo sát lấy nói bang chủ ta không dùng cái gì ngô trung giúp ta sự kiện này ta khẳng định làm cho ngươi thật xinh đẹp Hô nháo tần ưng ngươi cái gì mặt hàng ta không rõ ràng ta nói cho ngươi ngô trung đây chính là chúng ta ngư bang lão nhân nhất là hắn nhạc phụ chính là đã từng nội đường bát lang bên trong một trong bạch văn tĩnh bạch lão tiên sinh ngươi đối với hắn nhất định muốn tôn trọng. Còn có, lần này cùng ngư bang xung đột, đao kiếm không có mắt, ngươi nhất định muốn bảo đảm ngô trung an toàn, nếu không, bắt ngươi là hỏi. Tần ưng nghe lời này sững sờ, theo sát lấy dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười hà hà nói, há, ta hiểu được, bang chủ, ngài yên tâm, cái kia ngô trung ta khẳng định cam đoan nhường hắn an toàn hoàn thành nhiệm vụ, không cho bạch lão ra từ người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Bất quá bang chủ, cái này đao kiếm không có mắt, ta nếu là đánh hưng phấn, hoặc là tào bang có cao thủ, ta nhưng là không lo được, đến lúc đó ngô chung nếu là ra chuyện. Ngài cũng không thể đổ tội lên đầu ta, nhiều lắm là đến lúc đó, ta nhiều đưa hai cái vòng hoa, được rồi. Nghe lời này, Nam Bá Thiên Cao Mày nói, ai, nếu là thật ra chuyện, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, đúng rồi cửu tứ, ngươi cùng Bạch lang chung chính là quan hệ thầy trò. Nếu là ra chuyện, ngươi giúp đỡ khuyên nhiều khuyên, đừng để lão nhân ra ông ta nghĩ quẩn. Trần Giải nghe lời này mặt không biểu tình, thế nhưng là nhưng trong lòng minh bạch, đây là Nam Bá Thiên cầm Ngô Trung đến ép mình đón lấy nhiệm vụ này. Chính mình nếu là không tiếp, hắn liền để Tần Ưng tiếp, đến lúc đó mang lên Trung Thúc, cái kia Trung Thúc còn có tốt. Trần Giải nghĩ đến, cho mày, cái này Nam Bá Thiên đến cùng muốn làm cái gì à? Vì cái gì không phải buộc chính mình nhận nhiệm vụ này đâu. Khẳng định không có ý tốt, bất quá loại chuyện này không thể tác động đến Trung Thúc một nhà à? Không có cách, Trung Thúc cũng là ngư ba người, bang chủ mệnh lệnh hắn cũng không thể không tiếp, không phải vậy chính là bất trung cái này có thể là rất lớn tội danh à trần giải suy nghĩ một chút nhìn lấy nam bá thiên nói bang chủ tiên đào thôn bến đò ta quen thuộc à nếu không để ta đi a à, cửu tứ ngươi nếu có thể đi cái kia thật sự là quá tốt còn không cần làm phiền ngô trung như thế cũng không cần nhường bạch lang trung lo lắng hãi hùng thật sự là công đức vô lượng à nam bá thiên mang trên mặt ý cười trần giải nhìn lấy nam bá thiên theo hắn cười bên trong nhìn ra không có hảo ý Lúc này Trần Giải nhìn về phía một bên đường tử duyệt, chỉ thấy đường tử duyệt cũng cười hướng hắn gật đầu. Trần Giải cho mày, cảm giác hai người khẳng định đang mưu đồ cái gì. Nam Bá Thiên nói, tốt, đã như vậy, chuyện kia liền định xuống, ngày mai dạng sáng giờ dần, liền để cửu tứ cùng tử duyệt cùng đi làm sự kiện này à. Trần Giải nhìn về phía Nam Bá Thiên, Nam Bá Thiên cười nói, cửu tứ, một cái hảo hán ba cái giúp, ta cũng biết ngươi năng lực xuất chúng, bất quá tử duyệt cũng là có năng lực, nhưng hắn hiệp trợ ngươi hoàn thành việc này, nhất định làm ít công to. Đường Tử Duyệt hướng về phía Trần Giải ôm ôm quyền nói, "Trần Đường chủ, sẽ không chê ta vướng víu à?" Trần Giải nhìn xem Đường Tử Duyệt nói, "Sao dám, Đường tiên sinh thế nhưng là bang chủ đệ nhất cố vấn à?" Đường Tử Duyệt nói, "Hư đọc mấy năm thư mà thôi, tại sao cố vấn nói chuyện?" Hai người liếc nhau, theo sát lấy Nam Bá Thiên cười nói, "Tốt, đã như vậy, hôm nay buổi tối ta bày yến" chư vị lại tại ta chỗ này ăn uống tiệc rượu vừa vặn rất tốt. Trần Giải nghe lời này nhìn lấy Nam Bá Thiên nói, bang chủ, tối nay đại sự, ta chỉ sợ cần chuẩn bị một phen à. Nam Bá Thiên khẽ nhíu mày, Tần Ưng nói, Trần Cửu Tứ, ngươi biết tối nay đại sự, lại còn muốn rời khỏi, không phải là đi tìm liễu lão quái mật báo đi, ngươi loại hành vi này thế nhưng là phản bang, muốn ba đao sáu động. Trần Giải cau mày nói, ta phản bang, Tần Ưng, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi không nghĩ phản bang ngươi về cái gì nhà à? Ngay ở chỗ này, đại gia chứng kiến rõ ràng, ai có thể sinh nghi. Trần Giải nhướng mày, nhìn về phía Nam Bá Thiên, Nam Bá Thiên cười nói. Tần đường chủ nói cũng thế, cửu tứ, vậy chỉ có thể ủy khuất ngươi rồi. Trần Giải lông mày càng là nhíu chặt, lúc này Nam Bá Thiên nói. Yên tâm, tối nay không sẽ nhàm chán, nghe nói cửu tứ ưa thích biết cờ vây, đường tiên sinh cũng là này đạo cao thủ, hai người các ngươi có thể luận bàn. Trần Giải nghe lời này, bang chủ, cái này hàn huyên nửa ngày, ta đói. Cái kia ăn cơm trước. Nam bá thiên cười nói, tần ưng, lưu lão, các người bồi tiếp. Trần giải nói, ta ngoài cửa huynh đệ. Rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ, ngươi yên tâm. Trần giải nghe vậy híp mắt lại nói, tốt, vậy liền tốn kém. Trần giải biết đối phương đã đem mình làm cá trong chậu, có điều hắn có thể không cảm thấy mình sẽ dễ dàng như thế thúc thủ chịu chói. Hiện tại mấu chốt nhất là làm rõ ràng đối phương đến cùng nghĩ phải làm những gì. Trần Giải đang suy đoán, bất quá tiệc rượu đã đi lên. Tiệc rượu ngược lại là rất phong phú, Nam Bá Thiên đối với cái này cũng không keo kiệt, Tần Ưng cùng đi, Lưu Nhất Thủ ở một bên nhìn lấy. Trần Giải bắt chuyện tiểu hổ ngồi xuống ăn cơm, Tần Ưng đối diện là Tần Hổ Tần Báo, mấy người đối với một bàn cơm ăn lấy, đều mang tâm tư. Mà lúc này trong thư phòng, Nam Bá Thiên khóe miệng lại cười nói, "Đường tiên sinh, cục đã bố trí xuống, sau đó có thể liền đợi đến Trần Cửu Tứ chui vào bên trong, mà đây đều là tiên sinh chi công à?" Đường Tử Duyệt ha ha cười nói, "Bang chủ quá khen, này đều là bang chủ nhìn xa trông rộng, ta chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi." Nam Bá Thiên ha ha cười nói, "Cái này Trần Cửu Tứ nằm mộng cũng sẽ không biết, hôm nay đi áp vận nhóm này hàng chính là Liễu lão quái bảo bối nhi tử, Liễu Tùng, hắn càng không biết là. Tại Liễu Tùng bên người, chúng ta xếp vào nhìn nội ứng, đến lúc đó, Trần Cửu Tứ vừa đến, ở bên trong ứng trợ giúp dưới, song phương liền sẽ đánh lên." Đến lúc đó, ha ha nội ứng từ phía sau đâm liễu tùng một đao giết liễu lão quái cái này bảo bối nhi tử như thế liễu lão quái chắc chắn điên cuồng trần cửu tứ là lần này chủ mưu cũng là hắn lĩnh đội liễu lão quái tuyệt sẽ không bỏ qua hắn đến lúc đó ha 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 trần cửu tứ liền thành liễu lão quái giết con cừu nhân lấy liễu lão quái tính cách chắc chắn tìm trần cửu tứ liều mạng đến lúc đó lưỡng bại câu thương chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi đường tiên sinh không thể không nói ngươi kế sách này quả nhiên xảo diệu à Đường Tử Duyệt nói, bang chủ quá khen, kế sách này có thể thành, cũng muốn đối thua thiệt bang chủ. Cái này một kế sách mấu chốt liền là như thế nào tại liễu tùng bên người xếp vào một cái nội gián, phải biết hắn nhưng là liễu lão quái nhi tử. Bên người mỗi người đều là trải qua lão quái tận tâm chọn lựa, có thể đem người xếp vào đến liễu tùng bên người, bang chủ tại tào bang cũng là có người đó à. Nam Bá Thiên cười nói, ha ha, thế giới này à, luôn có người vì lợi ích có thể bán huynh đệ, ân nhân, không kỳ quái đường tử duyệt rất tán thành nam bá thiên nói được rồi hiện tại lưới đã mở ra liền chờ trần cửu tứ nhảy xuống đường tiên sinh ngươi nói trần cửu tứ có thể phá cục sao tuyệt đối không thể kế này chi kín đáo không ai có thể tại thời gian ngắn khám phá trừ phi hắn có biện pháp sớm thu hoạch được tình báo không phải vậy kế này vô giải đường tử duyệt mở ra cây quạt rất là tự tin nói